Tâm xin cảm ơn nhóm tị nạn Palawan đã tặng cái bánh này cho mẹ nóng. Một lần nữa nhóm Palawan xin giơ tay lên. Nhóm Palawan là nhóm tị nạn được luật sư Trịnh Hội giúp làm hồ sơ để mà được định cư tại Houston 10 năm về trước. Nhóm tị nạn Palawan giơ tay lên. Yeah. Vâng, cảm ơn Minh Tâm rất nhiều. Bây giờ thì Trịnh Hội xin mạn phép và sẽ chiếu một đoạn phim ngắn để nói về cái hoàn cảnh ở trong nước trước khi mà chúng ta chiếu bộ phim Mẹ Vắng Nhà. Trịnh Hội xin phép cho nói một vài câu tiếng Anh bởi vì cũng thấy có một vài gương mặt trẻ ở đây. The documentary When Mother Is Away is going to be shown after this video clip. The video clip was done by the team Voice Texas so that people know more about what's happening in Vietnam, to provide the needed background before the documentary is shown. I hope that you will get what's going on in Vietnam so that the film, the documentary, will then go into the story of a political prisoner who's right now being imprisoned in Vietnam. She's a blogger. Xin lỗi quý vị là bởi vì theo ban tổ chức thì bởi vì cuốn phim Mẹ Vắng Nhà nói về hoàn cảnh của gia đình một tù nhân lương tâm, vì vậy Voice Texas đã có làm một video clip ngắn 10 phút để nói lên cái tình trạng của đất nước chúng ta hiện nay và vì lý do tại sao mà có những người như là mẹ nấm. Xin mời quý vị theo dõi trước khi bộ phim tài liệu Mẹ Vắng Nhà được chiếu. Xin mời quý vị theo dõi ạ. Theo dõi nhân quyền đã thông báo cho biết có ít nhất 129 nhà hoạt động hiện đang bị Cộng sản Việt Nam giam giữ vì bày tỏ quan điểm phê phán chính quyền, tham gia các cuộc biểu tình ôn hòa chống Trung Cộng, phản đối Bô Xít Tây Nguyên, phản đối Cụ Cồn Dầu, phản đối Formosa. Bọn em ở xung quanh nó thật sự là khổ, ta vì cả thịt cá biển chỉ từ tháng tư năm ngoái đến giờ là gần một năm rồi nhưng không có cá biển để ăn. Thứ hai là con sống là cái nguồn sống duy nhất của dân ở đây, nhưng mà giờ bị cá ô nhiễm thì dân thật sự là không biết ăn cái đâu gì nữa. Phản đối luật đặc khu và luật an ninh mạng. Gia nhập các nhóm tôn giáo không được chính quyền phê chuẩn, tham gia các tổ chức dân sự hay chính trị mà đảng cầm quyền Cộng sản Việt Nam cho là có nguy cơ đe dọa quyền lực độc tôn của họ. Cũng theo tổ chức này cho biết, chưa thấy có bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy Cộng sản Việt Nam giảm bớt các cuộc đàn áp căng thẳng nhắm vào người dân. Của người biểu tình phản đối Tập Cận Bình đã đổ ở thành phố Sài Gòn vào trưa ngày 5 tháng 11 năm 2015, cùng lúc với chuyến cơ của Chủ tịch Trung Quốc đến Việt Nam.
năm 2017 và vài tháng đầu năm 2018, tình hình nhân quyền ở Việt Nam xấu đi trông thấy. Có hơn 50 người bị bắt và bị cầm tù, trong đó có ít nhất 24 nhà hoạt động dân chủ, xã hội, môi trường phải chịu những bản án nặng nề lên tới 15 năm tù giam. Cộng sản Việt Nam đang trở nên chuyên chế hơn, tàn ác và mưu mô hơn với những thứ đạo luật mơ hồ để đàn áp và bỏ tù các nhà hoạt động dân chủ, và họ đang phản ứng rất tiêu cực đối với các cá nhân, tổ chức đang cố gắng cổ vũ, phổ biến các giá trị dân chủ và nhân quyền tại Việt Nam. Bài ca Cô Gái Việt của cố nhạc sĩ Hùng Lân hơn 70 năm trước thật xứng đáng để hát tặng cho cô gái Việt của thế kỷ 21, Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, quê Nha Trang, hiện đang là nữ tù nhân chính trị bị giam ở trại tù Thanh Hóa và đang tuyệt thực để chống lại chế độ báo thù khắc nghiệt, hèn hạ của Cộng sản Việt Nam. Nguyễn Ngọc Như Quỳnh sinh năm 1979 tại Khánh Hòa, Việt Nam, được biết tới với biệt danh Mẹ Nấm, là người viết blog, hoạt động xã hội và bất đồng chính kiến tại Việt Nam. Nguyễn Ngọc Như Quỳnh năm nay 38 tuổi, sống cùng hai con nhỏ và mẹ là bà Tuyết Lan. Từ năm 2009 tới năm 2016, Mẹ Nấm đã bị bắt giữ nhiều lần vì tham gia các hoạt động dân sự, đòi dân quyền và biểu tình chống Trung Cộng chiếm biển đảo tại Biển Đông, phản đối công ty Formosa trong vụ cái chết hàng loạt tại miền Trung. Cô là điều phối viên của mạng lưới blogger Việt Nam. Theo báo công an, cô còn là thành viên của tổ chức Người Việt Yêu Nước, tuyên bố công dân tự do. Cô cũng đã từng được tổ chức Voice mời qua Mã Lai tham dự chương trình hướng dẫn trong nhiều tháng về dân chủ. Mẹ Nấm bị bắt và khởi tố ngày 10 tháng 10 năm 2016 tại Nha Trang với các cáo buộc theo Điều 88 khoản 1 tuyên truyền chống nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và bị tòa sơ thẩm kết án 10 năm tù. Ngày 30 tháng 11 năm 2017, tòa phúc thẩm tuyên án giữ nguyên án tù 10 năm của tòa sơ thẩm. Hiện cô đang bị giam khá xa nguyên quán và hàng tháng người mẹ già của cô phải lặn lội từ Khánh Hòa ra trại Năm Thanh Hóa với quãng đường 1.197 km để thăm con. Giam tù chính trị xa nguyên quán là một chính sách nhằm đày đọa thân nhân người tù chính trị. Từ hơn 10 năm qua, công cuộc đấu tranh cho tự do dân chủ và nhân quyền trong nước đã đồng loạt nổi dậy. Mọi tầng lớp, mọi hoàn cảnh và mọi địa phương đều đua nhau vùng lên. Trong công cuộc đấu tranh cho dân chủ, quốc nội trở thành tiền tuyến và hải ngoại chính là hậu phương vĩ đại, đã hỗ trợ kể cả vật chất và tinh thần. Để chống lại phong trào nổi dậy của nhân dân đòi lại nhà đất, chống bất công, chống kẻ thù truyền kiếp là Trung Cộng và chống chủ nghĩa cộng sản độc tài, độc đảng, tham nhũng và hàng trăm lý do khác. Cuộc chiến hiện đang lên cao độ trước hiểm họa mất nước vì Trung Cộng và không thể tiên đoán được tương lai của Việt Nam. Chưa bao giờ đã có tới hàng trăm người bị công an bắt bỏ tù cùng với tội danh hết sức mơ hồ là sách bổng tuyên truyền lật đổ chính quyền.
dù rằng tất cả các nhà tranh đấu chỉ lên tiếng trong quyền tự do ngôn luận căn bản đã ghi chép trong hiến pháp của quốc gia. Trong cuộc đấu tranh hiện nay, đặc biệt là phụ nữ Việt Nam đã đóng vai trò rất quan trọng cả về phẩm và lượng. Xin hỏi anh là ai? Sao bắt tôi làm điều gì sai? Xin hỏi anh là ai? Sao đánh tôi chẳng một chút nương tay? Xin hỏi anh là ai? Không cho tôi xuống đường để tỏ bày tình yêu quê hương này, dân tộc này đã quá nhiều đắng cay. Xin hỏi anh ở đâu? Trong số các phụ nữ đấu tranh cho tự do dân chủ, mẹ Nấm là người bền bỉ nhất, lẫm liệt nhất. Như Quỳnh đã vào tù ra khám nhiều lần. Trong những lần xuống đường và ngay cả khi vào tù, cô luôn luôn xứng danh là nhà đấu tranh quyết liệt nhất. Hình ảnh những lần nhà tranh đấu nữ mới ngoài 30 tuổi bình thản đứng trước vành móng ngựa giữa phiên tòa cộng sản vẫn là các bức họa đấu tranh kiểu mẫu cho quần chúng. Thế giới đã ghi nhận thành tích tranh đấu của blogger mẹ Nấm. Năm 2010 đã được giải thưởng của tổ chức theo dõi nhân quyền. Năm 2015, giải người bảo vệ quyền dân sự của Civil Rights Defenders. Năm 2017, giải phụ nữ dũng cảm quốc tế của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ. Năm 2018, giải tự do báo chí quốc tế, Ủy ban bảo vệ ký giả và được đề cử giải Nobel Hòa bình. Tiến sĩ Mark Arnold là giáo sư danh dự và là cựu trưởng khoa học khu St. John's, Đại học Alberta của Canada, người đã đề cử giải Nobel Hòa bình cho mẹ Nấm đã nói: "Tôi có cảm nghĩ tích cực rằng thế giới của chúng ta tốt đẹp hơn bởi sự dũng cảm của mẹ Nấm." Mẹ Nấm đã can đảm viết về sự khốn khổ kéo dài của người dân và nói lên một cách công khai về nhu cầu bức thiết đối với dân chủ và nhân phẩm. Nhiều người sẽ đồng ý rằng tự do ngôn luận phải được thực hiện bằng cách thực thi nhân quyền và quy luật tự nhiên, điều kiện tiên quyết cho một xã hội tự do và công bằng. Trường hợp của bà nhắc nhớ chúng ta về thực tế đáng buồn tại nhiều nơi trên thế giới, nơi người ta bỏ tù bất công những người biểu đạt các ý kiến phù hợp với nhân quyền và quy luật tự nhiên, nhưng không phù hợp với chủ trương của chính quyền. Để đồng hành cùng các tù nhân lương tâm trong nước và những người dân dám đứng lên đòi quyền, dân chủ và nhân quyền, Voice Texas tổ chức đêm văn nghệ và trình chiếu lần đầu tiên tại Hoa Kỳ cuốn phim tài liệu ngắn Mẹ Vắng Nhà. Phim phản ảnh một cách chân thực cuộc sống đời thường của gia đình, thân nhân của Nguyễn Ngọc Như Quỳnh sau khi cô bị bắt đi tù, bỏ lại bà ngoại, mẹ già và hai đứa con nhỏ. Họ là ai? Họ cũng chỉ là những người dân bình thường, chân phương và giản dị. Khác chăng là tình yêu của họ dành cho quê hương Việt Nam nhiều hơn và tha thiết hơn. Và để có được những thước phim này, đạo diễn Clay Phạm đã phải trải qua rất nhiều khó khăn và tai mắt của công an cộng sản, cũng như mạo hiểm chính tính mạng của mình. Voice Texas mong muốn đồng bào hải ngoại có dịp hiểu thêm về những khó khăn của một tù nhân lương tâm ở gia đình của họ trong công cuộc đấu tranh dân chủ hóa quê hương Việt Nam. Xin kính mời quý đồng hương theo dõi bộ phim.